Xin chào cả nhà, rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh của mình. Đầu tiên cho Chi gửi lời chúc sức khỏe cho cả nhà mình nha. Chúc cho cả nhà mình có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nha. Bây giờ Chi sẽ làm cái bữa cơm của gia đình mình. Hôm nay mình sẽ làm cái món là khổ qua dồn thịt. Mà cái này không phải là dồn thịt mà Chi sẽ dồn bằng cá chả nha các bạn. Để làm cái món cá chả thì Chi đã chuẩn bị cá chả khổ qua dồn, dồn cá, dồn chả cá. Thì Chi đã chuẩn bị một cái rổ hũ qua, Chi đã sơ chế sạch sẽ đàng hoàng rồi các bạn. Còn đây là chả cá, Chi đã sử dụng phân nửa là cá sắc lát và phân nửa là cá mè. Chi đã có nêm nếm trong đây rồi, chúng ta bỏ vô một ít bột nêm, một ít bột ngọt, tiêu, hành và một chút xíu đường. Chúng ta làm cho nó dẻo bằng cách chúng ta sẽ tán cá ra như thế này. Là bây giờ thì cá chả của Chi đã là dẻo sẵn rồi nè. Bây giờ Chi sẽ bỏ nó vào cái trái hũ qua này. Và cái món này nguyên liệu thì nó rất là đơn giản, gồm có hũ qua, chả cá và một ít hành ngò nha các bạn. Giờ chúng ta đã tiến hành, chúng ta nhìn dồn nó vô nè. Sau khi chúng ta đã dồn đầy thì chúng ta cái phần cá nó đưa ra ngoài nè, chúng ta sẽ lấy một ít nước mắm, chúng ta sẽ thoa lên. Cái này là chúng ta chỉ để cho khi mà chúng ta nấu xong thì cá nó sẽ không có tràn ra ngoài thôi, chứ cũng không có là để làm gì. Để mà dồn cho được 1 kg hũ qua thì chúng ta có thể sử dụng khoảng 700 g thịt hoặc cá nha, 400 g thịt hoặc cá nha các bạn, 400 chứ không phải 700. Cái này hồi sáng đi mua nửa ký, nửa ký cá với 1 kg 2 hũ qua nè các bạn. Nó vừa đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đem lên chúng ta nóng nó đây. Bây giờ nước nó sôi nè các bạn, chúng ta để củ qua vô. Chúng ta nhớ là để nước sôi chúng ta hãy để hũ qua vô nha các bạn. Theo như Chi thì Chi làm hoài Chi biết ấy, thì kinh nghiệm của mình á, thì khi mình để trái hũ qua nước nó sôi á là mình nấu nó xanh lắm các bạn, trái hũ qua nó xanh. Rồi bây giờ chúng ta chậm lửa đi, chừng nào chín thì chúng ta nêm nếm.
Mời các bạn ăn cơm với canh hủ qua với mình nha. Hồi trưa mình nấu là bây giờ hôm nay mình bận quá cho nên mình không có nấu gì cả, mình chỉ nấu có một nồi canh hủ qua không à. Bây giờ mời các bạn ăn thử hủ qua của mình nấu nè, thử ngon không nha. Bạn nha, cái này là canh hủ qua mình nấu nè. À, mỗi lần ăn canh hủ qua là chúng ta không thể nào quên những ngày cận Tết đó các bạn. Nhà nào cũng nấu một nồi canh hủ qua với cái ý nguyện là muốn cho cái khổ nó qua đi. Đó là cũng mắc một nét đẹp hay ha các bạn ha. Còn chúng ta thì lâu lâu ăn canh hủ qua chúng ta cũng thấy là rất là ngon, cũng dễ ăn cơm. Thôi bây giờ chia sẻ quay một nhiêu thôi nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Chi và like, nhấn vô cái chuông để mà nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.